Chào mừng tất cả quý anh chị cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube của Hùng trong chuỗi series chia sẻ về đất nền của thành phố Nha Trang. Ngày hôm nay thì Hùng sẽ chia sẻ cho anh chị về một cái bất động sản nằm rất là gần biển nha anh chị. Từ cái vị trí Hùng đang đứng đây di chuyển ra biển chỉ tầm chưa tới 1 km thôi nha quý anh chị cô chú. Đường xe ô tô di chuyển rất là thuận tiện. View là view biển luôn nha quý anh chị cô chú. Đất này là đất sở hữu là lâu dài. Khu vực xung quanh là dân cư rất là đông đúc này. Quý anh chị cô chú thấy không ạ? Xung quanh Hùng đây là có một cái ngôi nhà đang xây này, đường là đường trước đất này quý anh chị cô chú. Thì bây giờ để giúp cho anh chị cô chú chúng ta dễ dàng hình dung rõ hơn về cái bất động sản này như thế nào, bây giờ Hùng quay lại Hùng sẽ chia sẻ thông tin thêm cho anh chị cô chú chúng ta cùng theo dõi ạ. Đây nha anh chị, phía tây của Hùng đây là chúng ta hướng là chúng ta di chuyển xuống này anh chị ha. Đó, chúng ta thấy những cái tòa chung cư cao chính là chung cư Bình Phú nha quý anh chị. Vị trí đất này là sau lưng chung cư Bình Phú, đúng không ạ? Hướng ngược lại đây, Hùng quay ngược lại đây, đúng không ạ? Hùng quay ngược lại đây, lên đây, đây là hướng đi lên. Phía sau đây là có một ngôi nhà đang xây này anh chị nè. Ở điện nước là đầy đủ rồi nè quý anh chị ha. Ở đây khí hậu rất là mát mẻ trong lành rồi. Đây là cái diện tích cái bất động sản đây nha quý anh chị. Hùng sẽ quay cho anh chị trước rồi Hùng sẽ chia sẻ thêm thông tin cho anh chị. Đây là cái bất động sản đây này anh chị nha. Diện tích của cái bất động sản này là 81 m² anh chị ha. 81 m². Đây này, gia chủ để gia cổ bất động sản mình lại này, không móc ranh này, có hàng đá ông này, hàng đá bê tông này kéo tới đây. Mặt tiền là hơn 5 mét một xíu nha quý anh chị cô chú. Phía sau mình là tầm 16 m. Hiện trạng là đất trồng cây lâu năm, quy hoạch là đất ở đô thị nha quý anh chị. Ở đây thì chúng ta có thể là xây dựng vẫn được nha quý anh chị. Chúng ta có thể là xin đóng phạt, xin đóng phạt nha quý anh chị cô chú. Đúng rồi. Thì cái bất động sản này thì từ đây ra biển rất là thuận tiện luôn. Như quý anh chị cô chú thấy này, đó phía xa mình đó, Hồng zoom lại gần cho anh chị nè. Đó, phía xa của mình đó mà những cái tòa nhà rất là gần luôn anh chị ha. Đây là chung cư Bình Phú này, đây là một nơi để ở này, điện nước là đầy đủ rồi này quý anh chị ha. Rồi quan cảnh xung quanh thì dân cư ở rất là đông đúc rồi anh chị ha. Đó đây quay vòng cho anh chị này. Thì cái bất động sản này nó có ưu điểm thứ nhất là rất là gần biển, rất là gần chờ Ủy ban Nhân dân, đúng không ạ? Trạm y tế rồi bệnh viện, và trong vòng bán kính từ 1 đến 2 km thôi nha quý anh chị cô chú. Nhược điểm ở cái bất động sản này thì nó hơi dốc, đúng không ạ? Nó hơi dốc cao một xíu. Bù lại thì cái dốc cao đó thì nó sẽ có được cái ưu điểm như là cái view mát, thoáng mát anh chị ha, với cái giá rất là rẻ, đúng không ạ? Giá chưa tới 1 tỷ, đúng không ạ? Giờ tìm một bất động sản ở gần biển có thể xây dựng nhà ở được, lại có sổ đỏ mà giá chưa tới 1 tỷ anh chị, đúng không ạ? Thì giá là cực kỳ là hấp dẫn cho quý anh chị có thu nhập trung bình, đúng không ạ? Rồi thì để lát nữa Hùng sẽ quay một đoạn bay flycam để giúp cho anh chị cô chú chúng ta hình dung rõ hơn về cái bất động sản này nó như thế nào ha anh chị nha. Đây này, đó bất động sản bên đây, đường rất là rộng nha quý anh chị, đường rất là rộng.